Đây cho anh em coi ha. Xe mình mới lấy về luôn, chưa rửa luôn á anh em. Đó, chưa rửa luôn. Giá 900. Anh em thấy chưa? Nhưng mà xe này được cái là mình mới chụp hình mình đi lấy là anh em đã chốt luôn rồi nha anh em. Đó, anh em đã chốt luôn. Thì quay cho anh em. Ủa, cái đồ Vinh em mới lấy về đâu Thi? Thi? Đồ Vinh em mới lấy về đâu? Đưa 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 đây, đưa quay cho anh em. Nãy anh kêu để đây mà vừa lấy về luôn mà. Đó, xe của mình đó. À, một cái điều mình nói luôn là những người chủ xe mà bán xe cho mình đó, họ cũng rất là dễ thương nha anh em. Đó, anh em họ nói với mình là gì nè, anh em mà chạy xe có lỗi gì đó, thì báo với họ. Đó, anh em chơi vậy quá tuyệt vời rồi. Nói chung là mình rất là thích cái cách của mấy anh em bán xe. Nó là không một lỗi nhỏ nha, xe đang đi. Đó, có cái gì thì cứ báo người ta fix hết luôn. Anh em bán xe cho mình vậy còn đổi gì nữa. Nè, xe chưa rửa, anh em thấy bụi không? Mới lấy về đó, đồ Vin nè. Đồ Vin mới lấy về luôn á. Đây. Chứ nhiều anh em comment coi YouTube comment nói kỳ quá. Nói kiểu như là mua xe về dọn lại. Không có, ở đây là chủ xe là anh em biết hết luôn. Chủ xe là anh em biết hết luôn á nha. Giá chính vẫn đẹp ha. Này xe đã mua bên mình à, chơi bên mình à. Còn xe này mới lấy về là đó, chủ xe là mua là biết hết chủ xe này nọ hết luôn. Đó, chỗ này cái tay quét quẹt miếng à, nó chóc miếng sơn à. Đó, carbon à, lấp lánh à. Kính chắn gió độ, vô độ, cổ titan. Ốp bảo vệ lốc máy, chống nổ. Con này ổ đo hình như là 12.000. Rất là đẹp. À, lấp lánh luôn. Thôi, thôi. Bây giờ mình rửa xe rồi mình giao cho thằng em thôi. Rồi bye bye anh em nha. Thì lời đầu tiên mà mình nói là mình cảm ơn những chủ xe đã để xe lại cho mình. Đó, và anh em rất là nhiệt tình. Anh em trước khi giao xe là anh em phải test hết. Anh em nói có cái lỗi nhỏ gì cứ báo anh em. Hầu như là không lỗi nhỏ luôn. Đó, người ta cam kết vậy đó anh em. Nói chung là nhiều anh em bán xe cho mình vậy lắm. Nói chung là cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó. Thì một phần mà mình được uy tín là nhờ những chủ cũ người ta đi xe, người ta giữ chất lượng thì mình đỡ thôi. Đó, rồi. Ok anh em, bây giờ những cái chỗ này nè mình sẽ vô mình rửa trà cho cái cổ bô nó bớt dính đất xíu rồi mình giao cho anh em. Còn cái này quá đẹp rồi, sơn Vin đồ là quá đẹp rồi. Rồi chị nhau anh em. Ok anh em. À, anh em thấy không? À, tay chân dính lọ nghệ nè, phải làm cái xe kịp để cho anh lấy luôn á. Anh lấy là bây giờ anh lấy luôn á anh em. Đó, thì cho anh em coi sơ chiếc xe nhẹ nè ha. Đó. À, quên cho anh em nghe tiếng bô nè. Đó. Đó, mình đang mở cho anh em xem luôn trên kênh của mình á. Thì xong luôn cái gì hết. Xe rất là đẹp luôn. Chống đổ rồi bảo vệ lốc. Rồi bô độ, đồ zin còn đầy đủ rồi. Sáng quay cho anh em xem rồi. Đó đầy đủ rồi, bây giờ chủ xe qua test rồi lấy về thôi. Rồi xong rồi đó. Em biết chính lâu lắm anh em. Không tin hỏi ảnh về để tìm một khăn mỗi con xe là hai anh em là phải hơn cả tháng trời. Hơn một tháng trời. Chứ không phải là xe mà đẹp như vậy mà có sẵn cho anh em không có đâu, hai anh em săn một tháng trời mới có được con xe á, chứ không có dễ dàng gì không nha. Đó, quên chứ, chủ xe cho cái này mà em không biết gắn sao. Ủa Thi, cái tay vàng vàng đâu Thi? Nãy em chọn lấy cái đó thì cái đồ trước á. Ừ, lấy mấy cái đồ khóa cho chạy cho chừng nào rảnh anh gắn, ta cho theo chọn đồ trước hả?
để em lấy ra cho. Đó, xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn lau cho sạch cái này nữa là xong. Cái này chủ xe người ta cho luôn á, người ta cho theo á. Đó, ăn về thích gắn cũng thích thôi. Có người ta tặng, ở đây anh em bán xe chơi cũng đẹp, mà anh em mua xe cũng đẹp. Nói chung là người ta quý mến mình, nói chung mình sống xăm gặp người vậy á. Đồ chơi là không có giả hay gì món nào á. Về anh làm gì đó, nhắm xe này về anh làm. Hết rồi. Hết rồi, không có chỗ nào làm. Hết, hết chỗ làm, chỗ nào làm. Rồi, nói chung là chỉ yên tự thôi, đẹp. Xong. Rồi, rồi thôi, bây giờ cảm ơn anh em nha, cũng tối rồi, anh em mình sẽ nghỉ ngơi. Rồi về, mình giao xe cho chủ xe luôn, rồi mình về luôn. Rồi, chị nha, anh em ngắm xe là nhìn là ghiền rồi. Đầy đủ rồi chơi hết. Cái này carbon đẹp quá nè, quay gần đây nè, quay nè. Mình thích cái này nè anh em. Carbon đẹp ghê luôn. Ở đây có ốp chống trượt, ở đây là ốp bình xăng. Rồi xi nhan LED hết 4 bóng. Đèn này là đèn LED luôn nha anh em. Đèn đèn LED luôn nè. Hiệu quả nha.